xin chào cả nhà. Ngày hôm nay CD quay trở lại trong chuỗi clip Chủ nhật cùng CD để góp vui với cả nhà vào một ngày Chủ nhật không trang không sao. Và hy vọng là cả nhà đã có một tuần vừa qua thật là bùng nổ và cũng như mọi chuyện đều thuận lợi nhé. Đầu tiên là cũng thú nhận luôn, tại vì mình cũng gọi là không có được xinh xắn lắm thì đã quay bằng app đó. Thì như vậy thì hy vọng là cả nhà cũng thông cảm rằng nếu mà bạn bè người quen mà có gặp ở ngoài nên sao nhỏ này không xinh được như trên clip thì cũng thông cảm nha, tại vì đây là sống ảo các bạn. Nhưng mà tình cảm và những cái lời nói, những cái chia sẻ ở đây tất cả đều là thật, là những trải nghiệm thật của CD muốn gửi đến các bạn để giúp cái quá trình phát triển bản thân của chúng ta trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn qua những chiếc clip vào Chủ nhật lúc 20 giờ mỗi tối nhé. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều. Và chủ đề ngày hôm nay CD muốn chia sẻ với mọi người, nó có một cái tên hết sức là kích thích luôn, đó là thích thử thách. Nghe có vẻ là hơi bị kịch tính đúng không mọi người? Thích thử thách, có ai ở đây thích thử thách không ạ? Nhưng mà CD thì cảm thấy cái việc mà thử thách, có thể là cuộc sống chúng ta không có được thuận lợi và có rất là nhiều thử thách cũng như là cơ hội cũng có đến với chúng ta, nhưng mà đa số mọi người sẽ thích cơ hội nhiều hơn là thử thách hoặc là khó khăn. Còn CD thì hôm nay muốn chia sẻ một cái tình trạng hiện tại bây giờ CD vừa mới trải qua luôn, là một thử thách, đó là bị tiêu cực. Nguyên một ngày Chủ nhật ngày hôm nay luôn, CD không làm được một cái gì nên hồn cả, không có ra trò ra trống gì hết mọi người. Tâm trạng nó cứ trồi sụp một cách không kiểm soát được. Đã dùng rất là nhiều cách từng chia sẻ với các bạn, nhưng ngày hôm nay đối với CD nó lại không có tác dụng. Và tự nhiên CD ngồi thiền và CD tự hỏi bản thân mình rằng chuyện gì đang xảy ra, bản thân này thực sự là đang muốn cái gì. Các bạn khi mà bị tiêu cực hoặc là rơi vào cái trạng thái là mông lung á, một cái trạng thái không được cân bằng như bình thường, làm cho tâm trạng của mình không suy nghĩ được gì, không làm được cái gì tập trung, nó buồn thì cũng không buồn mà vui thì cũng không vui, nó cứ lững lững lơ lơ á mọi người. Thì mọi người làm giúp CD một chuyện, đó là mình hãy hỏi bản thân mình: bản thân của tôi ơi, hiện tại tôi đang muốn gì? Và cái việc đang xảy ra như thế này nè, làm cách nào để vượt qua nó? Thì trong lúc ngồi thì CD đã tự hỏi, và tự nhiên trong cái đầu của mình nó lại nảy ra một cái suy nghĩ và muốn chia sẻ liền với các bạn. Thật ra cái chủ đề ngày hôm nay CD muốn chia sẻ đó là một chủ đề khác đã chuẩn bị rồi, nhưng đột nhiên ngày hôm nay, ngay tại giây phút này, cảm thấy cái chủ đề này nó quá thú vị nên CD chia sẻ liền. Và cái cách mà CD đã vượt qua cái trạng thái tiêu cực đó ở thời điểm hiện tại, đó là CD gieo cho mình một cái suy nghĩ: trạng thái tiêu cực này là một thử thách. Nó chỉ là một thử thách trong số vô vàn cái thử thách mà mình đã trải qua. Và đương nhiên là mình cũng chẳng muốn tiêu cực, hoặc là mình không muốn rơi vào những cái trạng thái mình không làm chủ được bản thân đó các bạn. Nhưng mà lâu lâu sẽ bị. Các bạn đừng có nghĩ là một người như CD lúc nào cũng cười, lúc nào cũng năng lượng thì mình không bị tiêu cực. Không hề, CD chỉ là một người bình thường thôi các bạn. Và chắc chắn rằng sẽ có những lúc tâm trạng nó đi xuống, 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 không có điểm dừng. Và cái nhiệm vụ của CD đó là tìm ra cách để lôi bản thân mình lên. Tại vì không có ai giúp được mình cả nếu bản thân của mình không muốn tự giúp mình. Các bạn phải hiểu một điều rằng chỉ có riêng bản thân các bạn mới là cái người thầy, mới là cái giải pháp, mới là cái liều thuốc tốt nhất cho các bạn mà thôi. Chúng ta có thể nhờ những biện pháp bên ngoài, chúng ta có thể nhờ những lời khuyên từ những người khác, những người giỏi hơn, những người đã từng có những kinh nghiệm giải quyết những cái khó khăn vân vân. Nhưng mà thực chất là bản thân chúng ta muốn cái đã, và chúng ta có quyết tâm, chúng ta có thể làm được, thì mình mới có thể thoát ra được cái trạng thái tiêu cực này. Và CD hiểu là các bạn hàng ngày trải qua rất là nhiều chuyện khó khăn và đôi khi là mình muốn buông xuôi tất cả. Ngày qua ngày mình cảm thấy mình bị tiêu cực và mình không biết làm cách nào để vượt qua, đúng không? Thì hôm nay cái suy nghĩ này sẽ giúp các bạn
Và như CD đã nói, đó là gieo cho mình cái suy nghĩ, cái sự tiêu cực ở hiện tại. Những cái khó khăn ở hiện tại nó chỉ là một cái thử thách thôi, và chúng ta sẽ học cách thích cái thử thách này và vượt qua nó. Khi mà cái suy nghĩ, cái trạng thái tiêu cực mông lung này nó chỉ là một thử thách trong số vô vàn những cái thử thách mình đã vượt qua, thì tự nhiên trong người CD cảm thấy năng lượng nó quay trở lại các bạn. Thật là một cái điều khó giải thích, không giải thích được. Tự nhiên cái mình nghĩ à, đây chỉ là một cái thử thách thôi, và trước đó mình đã giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn, hay là thử thách còn kinh khủng hơn như vậy nữa, thì cái chuyện này nó có lạ gì đâu. Và cái tiêu cực này biết chắc rằng là nó đến rồi nó sẽ đi, nhanh hay chậm, lâu hay mau là tùy thuộc vào cái tinh thần của các bạn có vững hay là không. Và mình nhận định được cái việc này nó chỉ là việc bé tí teo thôi, nó không có quá quan trọng, nó không có quá lớn như là mình nghĩ đâu. Thì tự nhiên ngay lập tức CD có thể ngồi dậy và thu cái clip này cho các bạn. Thật ra trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều những lúc không như ý, những cái thử thách tự nên trời nó rớt xuống đầu mình mà mình không muốn. Tôi không muốn nhận cái thử thách này, tôi không muốn nhận cái khó khăn này, tôi không muốn nhận cái biến cố này. Nhưng cái duyên, cái số làm sao á, những cái điều xui rủi nó cứ đến với mình. Và ngoài học cách chấp nhận và tập thích ứng với nó cũng như đối phó với nó, thì các bạn đâu có cách nào khác đâu. Các bạn đâu có thể đẩy một phát nó đi ra khỏi cuộc đời các bạn liền được, đúng không? Thì chúng ta phải học cách thích thử thách. Hãy gieo cho mình cái suy nghĩ rằng mình thích thử thách và mình dám đương đầu với nó. Đây chỉ là một thử thách thôi, và tôi trước đó đã làm được rất là nhiều, vượt qua rất là nhiều những thử thách khác còn ghê gớm hơn như vậy nữa, thì cái chuyện này có lại gì. Tự nhiên mình suy nghĩ như vậy, cái mình có động lực để mình vượt qua, và tinh thần của mình vượt dậy một cách rất là nhanh chóng các bạn. Hơi bị ngạc nhiên, chỉ với một suy nghĩ mà có thể vượt dậy được một cái tinh thần đang rất là mông lung mơ hồ. Và các bạn cũng biết, một người như CD rất khó để tiêu cực, nhưng nó vẫn đến, chúng ta không có cách nào ngăn cản cả, chỉ có thể làm giảm nó và tìm cách để cho nó không có trú ngụ trong cái đầu của mình quá lâu mà thôi. Một khi nó đến thì chúng ta cứ tập thích nghi với nó thôi. Ok, tao tuyên chiến với mày đó, mày đến đúng không, mày đến được bao lâu, tao thích thử thách, mày cứ đến đi, mỗi lần mày đến thì sẽ cho tao những cái cảm giác, những cái cảm xúc tiêu cực đúng không, nhưng mà rồi mày cũng phải đi thôi, tại vì tao dư sức để đối phó với mày. Đó là cái suy nghĩ mà CD tự nhủ với mình. Và ngay lúc này thật sự cảm thấy rất là vui, tại vì mình đã vừa vượt qua được một cái thử thách, đó là tiêu cực trong ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Một chiếc clip rất là nhỏ và cái thông điệp nó cũng không quá lớn, nhưng mà CD nghĩ các bạn sẽ cần. Tại vì khi các bạn nhận định được cái vấn đề đó và học được cái cách đối mặt, đón nhận nó, thì nó không tồn tại được lâu trong cái cuộc sống của mình. Các bạn hãy nghĩ đi, bây giờ một ngày chỉ có 24 giờ thôi mà các bạn dành quá nhiều thời gian cho tiêu cực, cho những cái suy nghĩ vẩn vơ, cho những cái việc không chính đáng, không quan trọng, thì làm gì còn thời gian hay là chỗ trống để những cái việc vui hơn, những cái việc thích thú hơn, những con người tốt đẹp hơn xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cách duy nhất để tận hưởng cuộc sống của các bạn, thay đổi cuộc đời của các bạn, đó chính là gieo cho mình những cái suy nghĩ tích cực và thích thử thách. Đừng có ghét thử thách, thích nó đi. Thích nó thì nó không đến được, còn các bạn càng ghét thì nó càng đến. Người ta có câu là ghét của nào trời trao của đó đó các bạn. Vậy nên bây giờ các bạn hãy tập thích thử thách. Mỗi một thử thách nó đến, nó sẽ cho các bạn một hoặc nhiều bài học. Và khi chúng ta đã tập thích được cái thử thách rồi á, thì mình không có sợ đó nữa. Nó đến và mình đón nhận và mình đối phó một cái một luôn, rất là dễ dàng. Còn các bạn trốn tránh đúng không, các bạn sợ đúng không, thì nó càng đến và đến một cách nhiều và liên tục. Có khi là nó dồn cục vô, nó chọi vô trong cái mặt của mình, và mình không có cái tinh thần để chuẩn bị đón nhận nó, thì rất là nguy hiểm, các bạn sẽ bị xuống tinh thần rất là nghiêm trọng. Vậy nên hãy tập cho mình cái suy nghĩ là thích thử thách nha. Và những cái cách nào giúp cho bản thân trở nên vui vẻ mỗi ngày, hoặc là làm cho cuộc sống có một cái cách bắt đầu tốt đẹp, hoặc là những cái thói quen tốt mà CD đã trải qua, thì cũng đã có rất là nhiều radio hay là clip nói rồi, thì sau cái clip này CD sẽ gắn
gắn liên kết vào, và các bạn cuối clip các bạn có thể bấm vào các bạn xem tiếp ha. Rồi hy vọng là một cái chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay, hôm nay hình như là tập 8 rồi các bạn ơi, nhanh quá đúng không? Tập 8 rồi, chúng ta đã đi với nhau 8 tuần rồi đó. Rồi, thì cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian cho CD cũng như là nghe CD từ thứ 2 đến thứ 6 là cho cái chương trình Podcast Radio trên các kênh của YouTube, Spotify hay là Google Podcast thì các bạn nghe chung. Còn riêng chủ nhật là clip chủ nhật cùng CD được phát hành độc quyền trên YouTube. Hy vọng đã giúp ích được cái điều gì đó dù cho là nhỏ nhất đến với các bạn. Nhất là những cái bạn đang còn loay hoay không biết là mục tiêu sống của mình hay là cách để mình vui vẻ mỗi ngày, giống như CD đã từng như vậy đó, thì hy vọng qua những cái clip nho nhỏ như thế này có thể giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều và chúc bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau của chuỗi clip chủ nhật cùng CD hen. Rồi nhớ đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau sớm nhất nha. Like cái radio này, like cái podcast này, like cái clip này nếu các bạn cảm thấy nó bổ ích và muốn YouTube lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Cảm ơn các bạn thật nhiều và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye.